Xin chào, kỳ nghỉ lễ của các bạn thế nào? Năm nay thì được nghỉ lễ thứ 3 ngày nên mình nghĩ các bạn sẽ về quê thăm gia đình hoặc đi du lịch đâu đó với bạn bè. Nhưng các bạn làm gì thì làm, chơi gì thì chơi, cũng nhớ đón xem hài Velu được phát sóng trên N cộng Live với đường link là nhạc.com/live nhé. Và trước khi vào chủ đề của tuần này, chúng ta cùng đến với một phút quảng cáo. Thời tiết nóng nực, lồn bọn khó chịu trăm người, bọn ăn nhiều đồ nóng, đồ cơ, hay ăn ẩu không nhỏ học, dẫn đến tình trạng khó đi, hoặc có đi được thì bị rớt đi. Kể tình à, không cần phải lo lắng nữa vì đã có. Vì giọng nổi đi ra chỗ khác cho người ta rặn ra. Anh bình tĩnh cho em quảng cáo xong em đi liền. Vì đã có thuốc trị táo bón quy xịt vàng, không cần uống, không cần nha, không cần nút, chỉ cần nhìn, bạn có thể cho ra đi mọi thứ một cách dễ dàng. Thuốc trị táo bón quy xịt vàng dễ dàng cho đi mọi thứ. Tuần này chúng ta cùng nói về thể thao nhé. Ở đâu thì mình không biết, nhưng riêng ở Việt Nam thể thao được hiểu như thế này. Thể là một tập thể, thao là thao thao bất tuyệt. Một tập thể, một tổ chức, nói nhiều, nói rất hoành tráng nhưng làm không được bao nhiêu. Chúng ta cùng lấy bóng đá làm ví dụ nè. Đầu mùa giải thì mời hẳn chuyên gia nước ngoài về nhằm nâng tầm của giải đấu lên. Thưa quý vị, chúng ta sẽ có một phỏng vấn ngắn đối với một chuyên gia bóng đá đến từ Nhật Bản, ông Lajoto Chihuahua. Thưa ông, là ông có nhận định gì về nền bóng đá Việt Nam và ông sẽ có kế hoạch gì trong tương lai không ạ? Đầu tiên, cho tôi gửi lời chào trân trọng đến quý vị đang xem đài đang xem TV. Thực sự là tôi lấy làm hãnh diện khi được các bạn mời về nhằm phát triển cái nền bóng đá của các bạn lên. Tôi tin rằng là với cái trình độ, với cái kinh nghiệm hơn 30 năm làm việc trong cái ngành bóng bầu dục thì tôi sẽ giúp cái nền bóng đá của các bạn đi lên hơn nữa. Mặc dù là tôi chưa có cái thời gian để mà tìm hiểu nhiều về bóng đá Việt Nam, nhưng tôi có xem qua một vài trận của các đội bóng như là Quân Xịt Vàng FC, Long Nhật FC. Nói chung là mặt bằng chung của các đội bóng là như nhau, mỗi người mỗi vẻ, 10 đống phân vẹn 10. Tôi nghĩ là trong cái thời gian tới tôi sẽ giúp các cái đội bóng này, các cái đội bóng sẽ nâng cao cái trình độ đá xoáy, đá đẻo tốt hơn nữa. Và tôi tin rằng là trong cái tương lai, sẽ có nhiều ngôi sao gia nhập các câu lạc bộ, các cái đội bóng này. Vâng, xin cảm ơn ông. Các ông to bà lớn thì hùng hồn đưa ra những tuyên bố đầy quyết tâm. Tuần trước là tôi có đi họp ở trên liên đoàn đó, trước khi mùa giải mới bắt đầu là các cấp lãnh đạo là thống nhất là phải làm bóng đá sao cho nó sạch, đá bóng là phải sạch, cho nên là khi mà đưa về câu lạc bộ là yêu cầu, tôi yêu cầu là các anh khi mà ra sân đá là phải cho đá cho nó sạch nhau, đừng có để mang tiếng câu lạc bộ, nhớ chưa? Bao sạch luôn, ra sân mình cực kỳ sạch sẽ luôn. Đưa ra những quyết tâm trong các lời tuyên bố nhưng không có nghĩa là quyết tâm đó sẽ được thực hiện. Có những người hiểu hoặc có những người cố tình không hiểu, hiểu theo cách của riêng họ. Và khi mùa giải chưa kết thúc thì thực tế diễn ra như thế nào? Ngay bây giờ phóng viên chúng tôi sẽ nối máy với chuyên gia bóng đá đến từ Nhật Bản, Lajoto Chihuahua. Xin chào chuyên gia Lajoto Chihuahua. Theo tôi được biết thì ông đã về nước khi mà mùa giải chưa kết thúc, thì ông có thể cho khán giả biết được lý do không ạ? Xin chào anh phóng viên. Mọi chuyện thật sự không đơn giản như tôi nghĩ. Các đội bóng ở đây ghê gớm quá anh ơi. Ví dụ như cái đội Long Nhật FC đó, đá gì mà chặt kém thấy ghê hả? Chuyên môn thì không chịu phát triển, suốt ngày chỉ đi lo la liếm nhiều chuyện, vậy thì làm sao mà đá? Tôi đã cố gắng lắm rồi nhưng không thay cứ đổi được, cho nên là tôi cảm thấy không ổn nên tôi xin rút lui sớm. Đó là như vậy thôi. Một số câu lạc bộ vẫn làm bóng đá sạch theo cách của riêng họ, và khi sự sạch sẽ của họ không đúng với tiêu chuẩn của ban tổ chức đưa ra thì mấy anh nhìn đi, đó, cầu thủ tụi tôi là ra sân là lúc nào cũng sạch sẽ, bóng láng đầu tóc nữa không, quần áo tương tất này nọ, vậy mà còn kêu là bóng đá không sạch là như thế nào vậy, như thế nào là không sạch, trừ điểm ban thẻ mày của chúng tôi là sao hả? Chúng tôi quá bức xúc, quá bất công, chúng tôi tuyên bố bỏ giải, về cho cầu thủ đi thi nét tắt của đội ấy. Đấy là câu chuyện ở cấp câu lạc bộ, còn ở cấp tuyển nó còn nhiều cái để mà nói hơn nữa. Tại sao rất nhiều huấn luyện viên trẻ được mời ngồi vào vị trí huấn luyện viên tuyển Việt Nam họ đều từ chối? Lý do tại sao thì có lẽ là khán giả, người hâm mộ cũng đã nhìn thấy. Thì như các bạn đã biết, trước khi bước vào một giải đấu chính thức, một giải đấu lớn như SEA Games hay AFF Cup thì lúc nào cũng có một cái giải đấu giao hữu. Mà các bạn biết, giao hữu thì đá với nhau cho có lệ, sao gọi là mang đúng tính chất giao hữu, đá nhã nhặn, người ta cũng giữ chân giữ cẳng. Thế nên là tuyển chúng ta sẽ có một thành tích khá khá trong các cái giải giao hữu này. Thì lúc này báo chí bắt đầu vào cuộc tung hô lên rằng là ôi tuyển thủ chúng ta đá hay quá, lối đá sexy quá, như thế này sẽ vươn tầm châu lục, không bao xa nữa thì sẽ tham dự World Cup. Đó, rất là nhiều.
Thế nhưng mà cái kết quả sau khi bước vào giải đấu chính thức thì như thế nào, thực tế đã chứng minh. Và lúc này thì cái nhân vật mà họ đổ thêm thừa của đội mới xuất hiện nè. Thật sự cái nguyên nhân thất bại lần này thì có rất là nhiều lý do đấy, tôi nói cho anh biết đấy. Cái đầu tiên là cầu thủ của chúng ta đá ở sân Việt Nam quen rồi đấy, qua nước bạn là sân nước bạn đẹp quá, mặt cỏ trơm xanh đấy, đã thấy cái màu cỏ xanh tươi nó chói mắt, cầu thủ chúng ta đá không được đấy. Rồi là điều kiện ăn ở là cầu thủ chúng ta trước giờ là toàn ở khách sạn 5 sao. Thế qua đây thì ban tổ chức sắp xếp cho chúng tôi ở 4-6-9 thì không đáp ứng được mọi cái nhu cầu dinh dưỡng cho cầu thủ. Đấy, làm sao mà thể lực đâu mà đá ăn ở ăn uống không đầy đủ đấy. Còn thêm một về huấn luyện viên ấy là đưa ra cái sai lầm là chiến thuật. Ở Việt Nam là đá sơ đồ là 1-11 đấy, tức là 12 cầu thủ trên sân. Bây giờ qua đây ban tổ chức quy định là chỉ được đá 11 người trên sân thôi. Thế bắt buộc chúng tôi phải chuyển về cái sơ đồ gọi là 0-11 đấy, là 11 người đá và không có thủ môn, cho nên là chúng tôi thua thôi. Và tất nhiên khi với một kết quả không tốt như vậy thì người đứng mũi chịu sào là huấn luyện viên. Vì huấn luyện viên này lúc này sẽ là tấm lá chắn che chắn tất cả mọi thứ. Và cũng từ đó họ sẽ rút lui ra khỏi cái vị trí và những đồng chí khác sẽ được an toàn một cách tuyệt đối. Nói về bóng đá thì có lẽ chúng ta nói đến ngày mai cũng không hết, cho nên là chúng ta chỉ nói những vấn đề mà ai ai cũng nhìn thấy. Có lẽ điểm sáng duy nhất của bóng đá Việt Nam lúc này là cách làm bóng đá của ông bầu đến từ phố núi, dám nghĩ dám làm với tất cả đam mê của mình. Thêm một vấn đề mà làm cho người hâm mộ và khán giả cảm thấy thực sự buồn, chứ đừng nói chỉ là người trong cuộc, đó chính là các chế độ và sự đãi ngộ dành cho những vận động viên mang vinh quang về cho nước nhà, là niềm tự hào của thể thao Việt Nam. Và ngay bây giờ mời các bạn đến với một phóng sự mà chúng tôi ghi được tại sân bay khi đón một vận động viên vừa đoạt huy chương cấp thế giới trở về. Thực sự là sau khi mà đạt được huy chương đồng bộ môn thông cầu thì trở về tại sân bay thì em đã được các cấp lãnh đạo thưởng nóng, cũng ra đón tiếp nồng hậu này, thì cảm thấy em rất là vui, cảm thấy là những cái khổ cực và những cố gắng của em trong cái thời gian vừa qua đã được đền đáp xứng đáng. Thì đây cũng giống như là một món quà tinh thần để mà các cấp trên đã tặng em, giống như là một điều khích lệ để em cố gắng hơn nữa trong tương lai và mang thật nhiều huy chương thành tích về cho thể thao nước nhà. Bóng đá nam thì luôn được đầu tư mạnh mẽ nhưng mang lại kết quả không bao giờ khả quan. Còn ngược lại, bóng đá nữ không được đầu tư nhưng luôn luôn mang lại kết quả rất là khả quan. Trước khi hành quân tham gia một giải đấu thì chẳng thấy báo chí nào nhắc tới, hoặc có nhắc tới thì cũng chỉ nhắc đôi vài ba câu, vài ba dòng tít cho có. Nhưng mà sau khi mà kết thúc giải đấu, mang huy chương về thì lúc này báo chí bắt đầu mới là tung hô các cô gái chúng ta, các cô gái vàng, niềm tự hào của đất nước Việt Nam. Ngay đâu sau khi trở về từ vòng loại World Cup 2015 với một thành tích khá là khả quan thì các cô gái của chúng ta xuống sân bay, được đưa về trụ sở, những tưởng là sẽ được gặp mặt các cấp lãnh đạo, được nghe chúc mừng và nhận thưởng. Nhưng không có phải, các cô gái chúng ta được đưa về đó để chào các cô, các bác một tiếng cho nó phải phép. Rồi sau đó thì chờ xe của câu lạc bộ tới đó hoặc là tự túc bắt xe trở về. Thì trong khi chờ đợi xe thì các cô gái mới ra ngoài vỉa hè uống trà đá và nước mía. Một hình ảnh đã mang lại một sự bức xúc cho người hâm mộ.